Ok, hello anh em. Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat trên kênh Game Today. Xin chào các bạn. Tôi là Tuấn COM. Và tôi cảm thấy là cái thằng Tuấn Cơm nó rất là quá đáng với anh em. Đấy, không hiểu sao nghỉ 3 ngày xong rồi ra clip được 1 ngày lại nghỉ thêm 2 ngày nữa. Quá là quá đáng luôn anh em ạ. Chứ thế này phải phạt thật lặng mới được. Đấy. Thế mà hôm nay vẫn chưa thấy ông đâu. Đấy, ông Tuấn Cơm không biết là ông đang lang thang ở phương trời nào rồi. Thế là thôi lại tôi phải đấy ra clip hộ anh em ạ, dã man. Thế thôi xin được giới thiệu với anh em nhé. Tôi xin nhắc lại là tôi là Tuấn siêu em. Ok, còn Tuấn Cơm thì mấy hôm nữa quay trở lại thì anh em cứ thấy anh em check cứ nhá. Anh em cứ mắng chửi như thế nào đấy là việc của anh em. Thế thôi, còn đéo liên quan đến tôi nhá. Đéo liên quan đến tôi. Hôm nay tôi chỉ giúp Tuấn Cơm đăng clip lên thôi anh em ạ. Đấy, còn khả năng cao là Tuấn Cơm sẽ comeback trở lại vào tối ngày hôm nay. Ok chưa? Được chưa? Đấy, thôi sáng nay gọi là làm tạm để anh em đỡ dục, đỡ kêu nhiều lắm. Nhất là cái các anh em mà tôi nhớ là có anh em là được Tuấn Cơm là hứa là sẽ làm cái clip về một cái bộ nào đấy. Đấy, thì có rất nhiều anh em được hứa. Đấy, mà một cái bộ mà có rất nhiều anh em mà thích chơi. Đấy. Và tôi không có tiết lộ cho anh em là chơi gì đâu nha anh em nhá. Đấy, nhưng mà hôm nay sẽ cố gắng là tôi sẽ giúp Tuấn Cơm làm cái bộ đấy. Đấy, bởi vì Tuấn Cơm thì thực ra bây giờ chơi ngu của mẹ ra. Không biết chơi anh em ạ. Có những cái bộ biết chơi, có những cái bộ không biết chơi. Đấy, nó phải nhiều khi là không chơi được cái bộ nào đấy là phải nhờ Tuấn siêu em chơi hộ nha anh em nhá. Rồi, trận này thì bây giờ chơi gì thì là biết rồi nhá, biết rồi, biết chơi gì rồi. Nhưng mà chưa nói, cứ từ từ. Tôi sẽ tiết lộ khi mà tôi làm cái công việc của Tuấn Cơm như thường lệ vào đầu mỗi clip. Đấy là cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên mới. Tôi xin được cảm ơn anh em Trần Tân, anh em Phạm Quốc Hòa đã đăng ký mới hội viên trên kênh. Cảm ơn các anh em Tú Ngô, anh em Thỏ Pinh, anh em Ngọc Long Phan, anh em Nguyễn Hưng, anh em Hải Biếu, anh em Quang Trần là các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên trên kênh. Cảm ơn anh em đã trích phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Anh em Quang Trần và anh em Hưng Nguyễn đã duy trì ủng hộ tôi một khoảng thời gian rất dài. Tới tháng 8 này là anh em đã tròn 1 năm ủng hộ tôi và sẽ được cái huy hiệu 5. Đấy, anh em Hải Biếu là đã ủng hộ là 13 tháng rồi, tức là hơn 1 năm rồi, 1 năm 1 tháng. Cảm ơn các anh em. Đây là các anh em mà tôi vừa mới đọc tên là các anh em đã gắn bó với kênh rất lâu, ủng hộ kênh trong một khoảng thời gian dài. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trận này bài đầu game nó hơi lởm anh em ạ. Tôi vẫn chưa biết là chơi cái gì. Thường người đầu game mà chưa biết chơi gì thì cứ vứt gấu vào để câu gấu thôi anh em ạ. Chúng ta cứ vứt cái con gấu vào câu tạm xem là nó có ra được gấu không. Bây giờ kiểu anh em thấy cái con gấu nó cũng dễ ra hơn, kiểu dạng như là nó có bóp ngầm cho con gấu ấy. Nên là nhiều khi là gấu câu gấu ra thì có tiền thì cũng ngon. Như này à? Mết à? Mết. Mết thì nó khá là quen rồi nhỉ anh em nhỉ. Tôi nói thật với anh em là nếu mà anh em xem người dạo gần đây, anh em không bỏ lỡ bất cứ mấy clip nào của tôi thì những cái mật độ mà chơi những cái đội hình mà liên quan đến mết, liên quan đến cả tung trưởng kỹ năng của tôi là rất nhiều. Ui, gặp bọn lé này, không biết là có ăn được con nào không. Sợi quạt hay quá. Ui, bắn được con thỏ chết luôn kìa. Được đấy. Ui giời, vẫn bị đẻ ra một con. Lọt một con à? À lọt 4 con. Tự nhiên lại con cây nó đẻ thêm phát. Rồi không sao, cũng ít máu thôi, 4 máu rồi mà. À đây rồi, ui rồi ra con Eco này. Ok. Tạm thời cho Eco vào giữ máu đã anh em ạ. Trận này chủ yếu là bỏ gấu vào câu gấu mết. Trận này chơi 12 con cực mạnh luôn. 12 con 9m. 9m 5 rồng 2 gót. Có rớt có rồng 5 tiền. Mạnh nhất chắc là 9m rồi.
9m thằng Ryu, 9m5 rồng mạnh nhất rồi. Mạnh thứ hai trong cái trận đấu này tôi nghĩ là 9 Assassin. Nếu mà ra gấu Assassin chơi 9 Assassin được nhá. Trận này ra chơi Aegis cũng mạnh luôn. Chơi Aegis thì trận này có bom. Chơi Aegis được. Ui, nói chung là trận này chơi được nhiều đấy. Chơi được nhiều đấy. Ui dồi ôi, lại ra con gấu đù. Trận này chơi được Goblin. Có Calum, có bom. Nhưng mà cái trận này nhá, còn một cái bộ nữa mà có thể chơi được đấy chính là bộ hắt đỏ. Có chơi có đỏ không? Đầu game mà tôi không mua mấy con đỏ. Đầu game ra nhiều đỏ phết ấy. Có một round tôi nhớ là ra hai con đỏ nhưng mà tôi không mua. Ở ngay cái round thứ 3, thứ 4 gì đấy. Ra cả người nước tôi cũng không mua, tôi bỏ qua luôn. Đấy mà thôi, từ từ đã, chưa biết chơi gì đâu. Tầm này tôi thật sự là tôi cũng chưa biết chơi gì với một cái truyền thuyết như này. Nó phải xem địch thủ là anh em ạ. Địch là có thích âm đạo và có vẻ giống... Đặt cái tên mà đọc cũng thấy ngượng mồm. Thích âm đạo. Vãi đái thật. Thích âm đạo là có vẻ như là đang chơi Feather đấy. Tôi một chơi Feather. Tức là trận này sẽ có người chơi Feather cũng được nhá. 9 Feather anh em biết rồi đấy. Tôi có những trận tôi chơi 9 Feather như là cái clip gần đây nhất thì phải đúng không. Chơi 9 Feather. Hàng Ryu là trận này quá ổn luôn này. Đấy, trận này có cả Sailing Assassin, cả con Squire. Mà thậm chí là ở cái slot thứ 10 ấy, là kẹp ở đây là trận này là kẹp thêm Phantom Queen là cực kỳ mạnh luôn. 3 Assassin, 9 Feather ở level 10. Đấy, một cái bộ khá là mạnh nhá. Như cái trận trước là tôi không có Phantom Queen, tôi phải kẹp con cáo vào cơ mà nó vẫn đã mạnh rồi. Trận này có nhiều người chơi Nai này. Hai người chơi Nai. Bọn này nó ra gấu nhiều thế nhở anh em nhở. Mày cái thằng top 2 nó đã hai con gấu đá rồi kìa. Đây mới round 8. Đùa chứ. Cho tôi xin con gấu mết đi. Cho bằng bạn bằng bè đi. Ôi giời ơi. Người ta ra hết gấu rồi kìa. Tôi chưa ra con gấu nào. Đùa chứ. Round 8 rồi cho xin con gấu mết thôi. Nhẹ nhàng nào. Đánh chỗ thắng luôn. Hứa ra con gấu mết đánh chỗ thắng luôn này. Không eco luôn này. Được không? Được không? Cho xin nhẹ nhàng con gấu mết thôi. Không cần gấu khác đâu. Cho gấu mết thôi. Đùa. Thật là như thế luôn. Cờ thủ tích mết ở đây rất nhiều ở đây rồi. Đấy anh em thấy không? Ra bao nhiêu là mết luôn. Tuấn Cơm sẵn sàng cho công cuộc chơi mết rồi. Ra đi. Đùa. Đã định hướng từ đầu là chơi 12 con 9m 5 rồng rồi mà lại chưa ra gấu mết thế này, cày thật. Đấy, nhưng mà nhiều khi anh em cũng nghe tôi than vãn một chút xong tự nhiên một vài round nữa nó lại ra con gấu mết. Đấy, tự nhiên lại đánh chuỗi thắng lết game lại cứ thế thôi, ta vô địch. Game chơi đơn giản thôi anh em. Trông Tuấn Cơm chơi đơn giản phết nhỉ. Chơi chỉ hên. Rất là đơn giản. Đấy, cứ kiểu như là cũng than vãn nhiều đấy nhưng mà tự nhiên nó ra con gấu mết cài thế là thôi lại vô địch nhẹ nhàng cái thôi. Đầu game mua toàn mết xong tự nhiên ra gấu mết. Thế là xong anh em ạ. Chơi game rất dễ luôn. Ok. Quả này giữ máu tốt đấy. Xem một quả lửa. Ôi giời ơi, một quả lửa thì có làm sao. Một quả lửa là chỉ còn một con lọt thôi. Chết rồi. Bỏ mẹ quả này. Như này là toàn quả ấy nhá. Không. Up cấp lên 6 anh em ạ. Kinh nghiệm rồi. Với những cái quả như thế này chỉ có up cấp lên 6 để đép quả ấy thôi. Tôi sẽ mua mấy con wizard này luôn. Bởi vì là tí nữa nếu mà giả sử như không ra được con gấu mết thì chúng ta chơi 9m anh em nhá. Chơi 9m. Không chơi 12 con nữa mà. Ở đây là đã có con Thunder rồi, có cái bộ mết ở đây rồi, chúng ta có thể chơi 9m được. Bán Heaven Bomber đi, mua con này luôn. Ok. 9m thì cần cái bọn này lên 2 sao mà. Rồi. Mà đồ không ngon lắm. Đồ có dao, ui rồi ôi, đồ này không được rồi.
Mặc dù là cũng ghép được giáp băng đấy, nhưng mà được chết rồi. Không được, không được, không được, không được. Một viên ma lăng là không đủ ở chơi 9m. Đây là đang 10 rồi đúng không? Nhìn đồ này, trời. Đồ này không ổn anh em ạ. Cái slot cho ma lăng nó đúng vào cái slot của cái trượng anh em ạ, trượng phép. Chính vì thế nên là không. Anh em nhá, thôi giải tán anh em ơi, giải. giải tán thôi, biết rồi anh em ạ, biết rồi. Thôi. Xin phép các anh em nhìn thấy tôi quay xe. Dã man thật sự luôn đấy. Thôi, quay xe anh em ơi. Tôi tin là tôi đã quay xe đó là hợp lý. Anh em ạ, quả này quay xe đó là hợp lý đấy. Đã đến lúc rồi. Rồi anh em nhá, trở lại chơi Insectoid. Oh my god. Đùa như thật đấy. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Đời nó đâu có như mơ đâu. Cái kịch bản mà tôi vẽ ra là nó ra con gấu mết ấy. Nó còn xa vời lắm, xa vời lắm. Đấy, tầm này còn chưa ra bất cứ con gấu nào chứ đừng có nói gấu mết anh em ạ. Gấu mết nó là một cái gì đấy, nó quá xa vời đối với tôi rồi. Trận này thì thôi nha anh em nhá. ra đồ như này thì thôi, xác định luôn. Bây giờ đéo lấy được mà, đéo lấy được đồ luôn. Muốn lấy được đồ này nó phải cái viên ma lăng và cái viên cái triệu phép nó phải ở hai slot khác nhau. Chứ mà nó lại trùng slot nữa rồi thì thôi toang. Thì tí nữa là chỉ lấy được cái viên ma lăng thôi thì nó có cái tác dụng gì đâu. Ghép được cái bling à? Đấy, mà trận này nó lại ra một phát lại tư tế. Thường ngày đi Deflector rồi trong bộ truyền thuyết lại có Saman này, có Saman 5 tiền này. Đấy, thế lại chơi đã được. Nhiều thứ anh em, trận này chơi được. Saman Assassin. Từ từ nha. Chỉ gọi là bọn mết là dẹp thôi chứ còn những cái bọn bộ khác thì vẫn có sự lựa chọn. Chưa chắc đã là Insect. Tuy nhiên là Insectoid là một trong những cái đội hình mà rất nhiều các anh em muốn tôi chơi. Đấy, rất là nhiều anh em yêu cầu, rất là nhiều anh em muốn được xem tôi chơi Insectoid. Ok. Nên là tôi sẽ, nếu mà lựa chọn thì nó sẽ là 60 nhá, 60-40. 60 nghiêng về Insect, 40 nghiêng về Saman. Đấy, còn anh em nào mà anh em yêu cầu cái bộ Insect nhá, mà tí nữa tôi chơi thì anh em có thể comment phía dưới. Đấy, confirm phía dưới là anh em đã yêu cầu và tôi đã thực hiện yêu cầu của anh em. Đó. Có nhiều người lắm nên là tôi cũng không nhớ để mà tôi nhắc tên, nhưng mà có rất nhiều người là thích chơi bộ Insect đấy. Không hiểu sao, có thể là vì là nó khó chơi, hoặc là dạo gần đây là cái bộ đấy ít người chơi nên là anh em thích tôi chơi. Đấy, nhưng mà rất có thể là nó sẽ là Beat. Đấy, Beat thì cũng có một vài anh em yêu cầu với cái bộ Beat. Bộ Saman cũng có một vài anh em yêu cầu. Nhưng mà cái bộ Insect là nhiều nhất nên là tôi sẽ ưu tiên cho cái bộ Insect này. Đấy. Cái bộ Insect này tôi nhớ là có tới 2 anh em là đăng ký hội viên là yêu cầu cơ. 2 anh em đăng ký hội viên nhưng mà tôi quên mất tên rồi. Tôi chưa kịp nhớ ra. Bởi vì thực ra là đây là một cái đội hình mà tôi không chuẩn bị trước để tôi chơi. Tôi chơi game này mà tôi là quay xe từ cái bộ mết nên là tôi cũng không chuẩn bị trước để tôi xem nên là anh em nào đăng ký. Chứ còn bình thường nếu mà anh em coi như là order tôi chơi một cái bộ nào đấy mà anh em đăng ký trước xong rồi tôi chuẩn bị mà tôi chơi cái bộ đấy là tôi sẽ xem tên anh em trước sau đó tôi sẽ nói trong clip luôn. Nhưng mà chuyện này thì tôi đây nó là gọi là tình huống thôi, giải pháp tình huống, tình thế. Do nó phải quay xe sang cái bộ mà có thể là các anh em yêu cầu nhiều thì tôi chơi, chứ còn tôi cũng không có biết được là những ai đã đăng ký cái bộ này. Nhưng mà tôi khẳng định là nhiều, bởi vì tôi đọc comment thấy nhiều người bảo Insect lắm. Rồi. Đấy, anh em thấy tôi chơi cẩn thận cái mức độ mà tôi round này tôi còn lại phải up 8 luôn. Không là toang quái, nhìn trông đội hình leo khèo toang quái ngay. Nhìn thế thôi nhưng mà mấy cái bộ này mà chưa cầm đồ vào thì đam đâu ra đâu. Tăng cơ thì toàn một sao thì ăn thua gì. Này anh em nhìn thấy không? Đấy, cũng rất là may mắn là con chó sói nó gọi ra hai con đệ đấy, có đam đấy. Đấy. Ổn rồi. Trượng phép này.
Bố tiền sư vừa bán phép rồi lại ra triệu phép là nào. Lừa đảo thật. Đấy. Rồi ôi. Con mẹ nó bây giờ mới ra trượng phép với cả mã trượng phép luôn này, Berlin dắp băng các kiểu các thứ huyết trượng ra cả gấu mết luôn. Ôi rồi ôi. Quay xe kiểu như lấy xuống hố rồi. Ảo quá anh em ơi. Sợ thật sự đấy. Quả vừa lấy mà chưa chốt vội thì có khi bây giờ lại ngon rồi chứ. Ừ. Tầm này gấu mết một sao cũng tín mà. Gấu mết một sao có huyết trượng có bờ linh thì sợ bố con thằng nào đâu. Bây giờ thực ra là nếu mà ra gấu xin xong rồi chuyển sang chơi insect thì cũng được. Nói chung là còn phải phụ thuộc xem có gấu xin nó có lên được 2 sao không thôi. Ủa mà thôi chết tôi rồi. Máu tụt xuống còn 42 máu kìa. Sợ thật. Ui dồi ôi, cắn máu rồi có một máu. Không hiểu. Đen như thế là cùng. Có toang không nhở? Chuyện này giống toang thế nhở. Vẫn chưa có dấu hiệu gì đấy. Nó có thể là tăng sức mạnh được ở trong cái thời điểm này. Ui đồ này. Xem nào. Ghép bây giờ có chốt được không nhở? Hay là chuyển sang chơi mết nhở? Lại quay xe à? Ôi dồi ôi, tôi bán mất mấy con mết ngon rồi. Bán cả Thunder Spirit, bán cả con CM2 sao. Bây giờ lại phải đợi cái bọn đấy nó ra à? Bây giờ ra 17 đúng không? Cũng chỉ chốt được đến ra 21 thôi. Lúc đấy mà không chốt được bài nữa chắc toàn. Đấy anh em thấy con gấu mết chưa? Tín lắm. Tín lắm anh em ạ. Cái con gấu mết là anh em thấy không? Nó clear kinh khủng luôn. Đấy mà gấu mết này mà nó còn đấy là con chả có đồ đấy. Không đồ này, xong rồi lại còn không xe le di này. Không xe le di mà oánh cho thằng này ghép đồ các thứ rồi mà oánh cho kinh không? Gấu à. Chín assassin. 6 assassin. 9 xin, ơ 9 xin cũng được. Trận này chính là chơi 9 xin cũng ngon mà. Có hai con truyền thuyết 5 tiền anh em ạ. Có hai truyền thuyết 5 đô. Chốt được chưa nhỉ? Bây giờ tôi chưa dám ghép đồ anh em ạ. Bây giờ round 18 rồi, 19, 20. Cố đến cái round quái là chúng ta ghép được đồ, nó chặn đồ thì vẫn ngon hơn. Con máu bây giờ tụt quá nhỉ. Tụt còn có ở đây là trông có 41 máu. Thấp dưới 50 máu là có vấn đề anh em ạ. Ờ. Đừng bảo thắng nhá. Ê đừng thắng nhá, đừng thắng nhá, đừng thắng nhá, đừng thắng nhá. Rồi, 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 rồi. Ê, ui, đừng. Thua đi. Hay quá, mấy con rơi nó bật giáp lên hay quá. Được. Giữ chuối anh em ạ. Ốc 2 sao. Assassin rồi. Assassin rồi. Magic conch shell. What do we need to... 6 assassin. 6 assassin. 4 gấu ở level 9 à? Nhưng mà nếu mà bây giờ không chốt được đồ có ăn được rau quái không nhỉ anh em nhỉ? Thì cứ cho là giữ được đồ đến cái rau này đi. À, bây giờ không chốt được đồ thì có ăn được rau quái không? Gặp thằng này mất nhiều máu quá. Ui dồi ôi, thằng này xanh đấy nhỉ?
Đúng thật ra 4 con gấu. Ờ không phải, 2 con gấu mết. Nhìn nhầm. Thằng kia 14 chuỗi thắng liên tiếp. Tôi cũng được 14 chuỗi thua nhưng mà máu thấp quá. Có chuỗi thua thì cũng có tiền đấy, nhưng mà nó không quan trọng vào cái việc là giữ máu đâu. Bây giờ còn 26 máu toang vãi cứt. 6 assassin. Round sau phải xả tiền mạnh rồi. Nhưng mà round sau chơi chốt chơi cái gì đây? Chơi assassin à? Gấu assassin đã lên được 2 sao đâu. Không ổn, không ổn. Bây giờ một con này chắc là round sau tôi bán. Bán gấu thôi, bán gấu thôi. Đấy, đồ này. Cướp điên. Ok. Đúng rồi anh em ơi. Chuẩn rồi đấy. Sáu assassin. Bây giờ sẽ phải ghép cái chém lan đã này. Blink. Blink này. Lấy blink đã anh em ạ. Ok. Đó. Ui, cá lông à? Vãi đái. Không, thế thì từ từ, chém lan à? Cá lông chuyển sang gót không nhở? Bom nữa này, ôi không, 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 không. Ca cả, ra cả cá lông cả bom à? Thế chơi cái gì? Insect. Insect, insect, insect. Spider Queen này. Đây rồi anh em ơi, đúng rồi. Chơi insect toy nhưng mà lại chơi 5 đô. Insect toy kẹp bom, kẹp cá lông anh em ạ. Thế thì không, 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 không. Không anh em nhá, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Cáo lên được 2 sao. Nhưng mà cái con cáo này tôi tí nữa tôi bán thôi, tôi không chơi đâu. Ok nhá anh em nhá, 2 bom vào này. Được chưa? Kẹp Eager Seed vào, bom lổ mạnh cực kỳ luôn. Đấy. Ây à, trận này có thằng thằng chơi Goblin à? Trông to ấy nhờ. Ra cả ca lông, ra cả bom rồi này. Ây da. Ui tôi chết tôi rồi, 26 máu. Ui rồi còn 14 máu thôi. Chết mẹ. Căng quá. Rồi đủ bộ rồi này. Thôi bàn gấu thôi anh em ạ. Thôi thôi thôi, thôi. Đó. Xả tiền thôi anh em ơi. Đó. Chuyển đồ cho cao này. Mà chuyện này nó đeo co cái đồ cho con cá lông. Cần có cái chém lan cơ. Đang thiếu cái chém lan. Thằng này chơi cái đéo kinh ấy. À gặp thằng top 1 ăn được không? Ui ăn được này. Vớ vẩn ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Hay quá. Ui con sâu nó vẫn sống. Con sâu 2 sao nó vẫn sống kìa. Được 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 được. Đệ con sâu. Hay quá. Ui rồi nó quẹt chết rồi. Ăn được không? Ăn được không? Hay quá. Hay quá. Ui cắt chuối rồi. Này. Được, có tiền anh em ơi. Được quá nhờ. Bom 2 này. Quá. Hơi từ từ đã, không vội. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Quánh từ tốn thôi. 26 luôn tiếp anh em ơi. Không chết được round này đâu, tôi nghĩ không chết được round này đâu. Còn 19 máu mà, vẫn còn cục máu cắn. Thằng nào nó đẩy tôi được 20 máu. Khó. Đây rồi. Ơ thằng này vừa lấy, tôi tưởng là chơi Feather chuyển sang là chơi Mage à. Ây à, khỏe đấy chứ. Đẩy 18 máu này.
người đấy. Được rồi, thế là chúng ta mạnh rồi đấy. Chúng ta thế này là ổn rồi đấy, ghép được thêm cái hút máu này. Hút máu trừ giáp. Ơ kìa. Đấy, chuột lại bị vấn đề rồi. Chuột có vấn đề rồi. À, cái lỗi chuột ấy, anh em ạ, thì nó không phải là do game, mà nó cũng không phải là do chuột hỏng. Tôi biết là do gì rồi. Do cái lỗi Windows của tôi nó hỏng cái driver của chuột. Đấy, nhiều khi là nó bị lỗi như thế. Trước, hôm trước là tôi có thử là cài lại cái driver chuột ấy. Thì nó ok, nó vẫn ok, nhưng mà nó lại tự update. Nên là bây giờ nó update xong thì nó lại bị lỗi anh em ạ. Của tôi là tôi cài lại driver chuột thì nó lại ok. Đây rồi, anh em ơi. Nhận lẻ này, ghép được cái hai tia đấy rồi, gì nữa à? Chốt nhỉ. Chốt thôi, lên game trận này không chơi cáo. Lên game trận này chơi gì anh em biết không? Kalong. Kalong hoặc là Sailing Assassin. Trận này có 5 đô mà, chơi cáo làm gì. Insect là chơi với 5 đô luôn. Rồi, lên 10 luôn anh em ạ, lên 10 luôn. Đây rồi, úi hay quá. Đây rồi, hay quá nhờ. Tiến tế 5 đô, được. Tiến tế bom quá ổn luôn. Đây rồi. Ăn nổi thằng này không? Nghe nói Glide đang meta đúng không? Đúng rồi đấy. 6 Glide, 6 Glacier đang meta. Anh em biết cái thằng top 1 server bây giờ chơi nó toàn spam bộ này luôn. Top 1 server của tất cả luôn ấy, không phải là chỉ là top 1 Việt Nam đâu nhá. Top 1 của cái trò chơi này nó đang chơi là nó đang spam cái bộ này đấy. 10 trận như một luôn, chơi toàn chơi Glacier. Glacier 6 Glacier 6 Glide. Chứng tỏ bộ này rất tín luôn đấy. Bởi vì bây giờ ấy, cái tầm 4 Glide nó đã khỏe rồi. 4 Glide nó bắp máu, nó bắp lên 25 máu một giây ấy. Nó vừa mới có cái bắp cho bọn Glide này nó khỏe lắm. 6 Glide thì đương nhiên là khỏe, nhưng mà nếu mà giả sử như không ra 6 Glide được ấy thì chơi 4 Glide kết hợp với cả 4 Glacier mà mới chỉ ở level 7 thôi nha anh em nhá, là chơi được rồi. Đấy thì cái giai đoạn level 7 cái bộ này nó đã rất là mạnh rồi. Còn mà lên level 9 thì nó sẽ là 6 Glacier, à sẽ là 4 Glacier kết hợp với 6 Glide thì lúc đấy rất là ổn luôn. Thằng này vừa lấy có chuỗi to đấy mà bây giờ trông đuối nhở. Saman cảm giác yếu ấy đấy, đéo ăn thua. Trông nhìn Insectoid đẩy ra kìa. Yếu thật đấy, biến ra là cả rồng ba luôn nhá. Cảm giác rất yếu ở đây. Tôi nghĩ là bây giờ cái tầm này tôi có thể giữ tiền rồi đấy. Ổn rồi. Bây giờ giữ tiền để kiếm con Kalong thôi anh em ạ. Ok rồi đấy. Thực ra bây giờ roll mấy cái nữa để kiếm cái con bọ hung nó lên 2 sao. Cho lick lên 2 sao được không nhỉ? Cho lick lên 2 sao cho thêm kiếm thêm con hiến tế nữa. Thì là mình gọi là mắc binh, còn bây giờ vẫn chưa phải là mắc binh ở dàn hiện tế này. Dàn hiện tế này vẫn có một con là một sao thì vẫn chưa phải là khỏe lắm. Ui mẹ ơi, cái thằng Goblin to này. Vãi đái ạ. Thằng này là bây giờ là hình như là nó toàn thắng hay sao ấy. Bom 2, Kalong 2 ạ. Thế đi chịu rồi. Đỡ thì đi không được. Kìa, ui rồi cáo ơi, đứng đúng ở trước mặt con Kalong. Ờ, ăn được không? Ăn được không, ăn được không, ăn được không, ăn được không, cắt chuỗi thằng này. Hay quá, hay quá, hay quá, ui rồi ôi. Con sâu được đấy, tín thế nhở. Đẻ ba con sâu. Được. Thế nhưng mà cái thằng đấy là cái thằng mà đáng lo đấy. Thằng đấy lên game là phải cẩn thận. Cái thằng đấy late game là xanh lắm đấy nhá.
Nên game mà nó kiếm ra ca lông, một cặp ca lông, một cặp bom thì cái bọn sâu bọ của tôi nó cũng chả có ăn nhầm gì đâu. Nó clear nhanh lắm. Đây rồi, xe linh này. Đuổi chứ quả xả tiền vừa rồi đéo lên được cái gì luôn. Ui, 9 mét rồi. À, nhưng mà không sợ. 9 mét sợ đéo thế. Tôi chơi insect mà. Ui, con cáo tôi chết rồi kìa. Đấy, nhưng mà con cáo của tôi chết tôi vẫn ăn được cơ. Mặc dù là có rất hai nhá. 9 mét luôn đấy. Có rất hai, có gấu mết nhá. Anh em thấy cái bộ này counter ở cái bộ mết không? Đấy, tầm này bây giờ rất nhiều thằng chơi 12 con, chơi mết 12 con. Chơi bộ insect là cũng ổn đấy chứ. Anh em nhở? Chơi insect ổn đấy chứ. Round vừa rồi là con cáo tôi còn chết trước khi còn làm được cái gì cơ. Vừa rồi là cáo đã kịp chọt được phát nào đâu. Nhưng mà đấy, anh em thấy vẫn thắng bởi vì insect là bộ counter ở cái bộ mết. Bộ này counter ở bộ 9m. 9m mà đây còn 9m là còn hai gót đấy nhá. 9m kiểu hàng real ấy. Chơi kiểu hàng real chứ không phải là 9m fake đâu. Mà vẫn ăn được luôn. Ổn đấy nhờ. Trông cảm giác như bây giờ sắp vô địch rồi. Được đấy nhờ. Được đấy. Mặc dù cáo này cũng chả có đồ. Tí nữa tôi cũng không dùng đồ cho con cáo này. Tôi lấy toàn đồ cho ca lông mà. Đây rồi, ba tia đây rồi anh em ơi. Ba tia thêm cả hai tia nữa. Đây nó là 4 tia nha anh em nhá, chứ không phải là 3 tia đâu. Ghép hai cái món đồ bắn hai tia ra. Đây rồi, úi dồi ôi, trứng này. Úi dồi ôi, nó lại đúng lúc như thế chứ này. Đúng lúc quá anh em ơi. Thôi cáo giải tán thôi, gì nữa. Được chưa. Đấy. Chỉ tiếc là trận này anh em biết là thiếu cái gì không. Nó thiếu cái Kira. Cái găng tay Kira. Tôi đợi viên ngọc nữa anh em ạ. Đợi viên ngọc nữa là ổn. Đây vẫn giữ cái mặt lạ hút máu đây rồi. Chỉ cần một viên ngọc thôi. Đấy là ở round 35 là tôi lấy cái món đồ Kira là tôi vô địch. Đấy, bọn kia bây giờ hy vọng bọn kia nó chết hết đi để chúng ta có đồ. Mạnh không? Hay không? Hay chưa? Úi giời. Quá khủng. Đàm cá lông thì thôi rồi luôn. Úi giời. Được quá nhờ. Thế mới biết là tôi lựa chọn cái bộ insect này nó quá là chính xác luôn anh em ạ. Anh em thấy cái quả quay xe nó hợp lý không? Quá hợp lý. Đùa. Thật, mình phục mình thật đấy. Cái quả đấy mà nếu mà chơi ví dụ như là ra gấu mết đúng không? Xong vẫn đi mết đúng không? Chắc gì đã ăn được cái thằng thích âm đạo kia ở level 10 là nó có rất hay các kiểu các thứ rồi, cũng 9 mét rồi. Tôi chắc gì đã ăn được đúng không? Đấy, nó có gấu mét 2, có cả 9 mét, có cả rất hay. Tôi chắc gì cái con gấu nó lên được gấu mét 2 đâu. Mà quả đấy quay xe nó là quay xe sớm luôn. Trước khi ra con gấu mét 2. Đấy mà ra gấu mét 2 cũng không bị lừa. Vẫn đi cái bộ này, mặc dù lúc đấy là có đồ rồi nhá. Có huyết trượng rồi, có cả gậy tá ác các thứ rồi đấy. Ui mẹ ơi, cái thằng này bây giờ ấy, nó gặp tôi thì nó thua, nhưng gặp cái thằng kia thì nó lại thắng anh em ạ. Thế mới gọi là ngu người chứ. Cái vấn đề là bây giờ nó gặp tôi nó thua, nhưng mà gặp cái thằng còn lại thì nó lại thắng. Ôi thôi chết rồi, nó gặp tôi bây giờ nó thắng rồi này. Đấy, bởi vì vừa nãy nó gặp cái thằng còn lại nó thắng nên là nó kiếm được cái gì anh em biết không? Nó kiếm được cái viên công nghệ ấy. Thế là nó rôn mẹ được hai con bom 2 sao. Xong nó kẹp mèo vào thành ba con bom 2 sao này. Ôi giời, nó lổ kinh quá, rồi chết tôi rồi. Thế thì không ổn rồi anh em ơi. Nó chỉ cần thắng một round thôi là cái câu chuyện nó khác hẳn luôn đấy. Bom 3 rồi kia kìa. Ôi giời ơi. Ra mẹ nó bom 3 rồi. Kể ra mà nếu mà solo 1v1 thì nó không đến nỗi. Nhưng mà ai ngờ là cái thằng còn lại nó yếu quá. Cái thằng còn lại nó chơi Saman nó yếu quá đấy anh em ạ. Chơi Saman mà kết hợp với cả mết ấy. Nó yếu quá.
Hy vọng là cái thằng kia nó chết, nó để lại cho tôi cái viên ngọc. Nó để lại cho tôi cái viên ngọc của tôi ghép được cái chơi Saman yếu vãi cứt thật. Saman mết nhìn trông kìa. Đẩy một mớ luôn. Thôi thằng này đi rồi. Thằng này đi nhưng mà nó trước khi nó đi nó gặp thằng kia, nó lại cúng cho nó một cái free roll nữa mới cay như này. Ui trông tí nó Kalong 3 tôi đỡ kiểu gì đây. Không có đồ. Ui dồi ôi, nó chết, nó rơi đúng một món đồ sang ạ. Rơi cái khoe ạ. Ủa thật là như thế luôn ạ. Không phải tin được luôn. Thôi xong rồi, thua mẹ rồi. Hai Kalong 2 sao kìa. Ơ à, ảo thật sự. Thằng này nó còn đéo cho Kalong vào cơ. Thật là như thế luôn. À đây rồi, đấy, thua rồi, này thua rồi. Không ổn rồi. Ôi rồi ôi, nó còn cho một con Queen nữa kìa, thì đỡ thì kéo được. Ba con bom 2 sao, ba con Kalong 2 sao với cả con Queen 2 sao, chịu. Mẹ bọn nó tung một lần trưởng là bay hết cả đội hình luôn đi nhá. Ôi rồi ôi, anh em nhìn thấy chưa, con Kalong của tôi nó bay mất dạng luôn. Ôi giời ơi, còn 14 máu đỡ được không? Đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết. Không được. Giời ạ. Không hiểu kiểu gì. Cái trận này thực ra nếu mà cái thằng kia ấy, cái thằng kia nó chết đi, chỉ còn tôi với cả cái thằng Goblin solo thì chưa chắc là top 2 đâu. Nhưng mà đấy, cái thằng Saman yếu vãi cứt ra, thế là cứ toàn là hiến công nghệ mech cho nó thôi. Tinh hoa cứ thế mà roll 2 sao cay thật đấy. Nó lên từ cái lúc mà nó lên được hai con bom 2 sao ấy, nó clear, nó lổ một phát là chết hết cả hàng trên hàng dưới của tôi, thì nó không có hiến tế anh em ạ. Cay thật. Nhưng mà nói chung ấy là tôi thấy là cái bộ insect ấy là chơi được đấy anh em ạ, chơi được đấy. Anh em thử nhá. Meta này có vẻ khá cân bằng, chơi được rất nhiều là line up. Rất hay. Đấy, rất hay nhá. Có cả Saman, có cả Goblin là đều chơi được hết này. Rất là ok. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký để xem các cái clip khác của tôi. Nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi lật kèo bằng cái bộ 9 Feather hàng Ryu anh em nhá, rất mạnh. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, một trận đấu mà tôi phải nói là rất là hay. Chơi Insectoid lật kèo một máu, rất là mãn nhãn, rất là kịch tính. Anh em nhá, anh em thử xem. Hay lắm, nếu mà anh em chưa xem, anh em xem đi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!